Mình thì rất là bất ngờ. Thật sự là đó giờ là mình lúc nào cũng rất là thích xem những cái phim của GDH sản xuất, giống như là Bad Genius hay là Friendzone, rồi Homestay. Và lúc nào thì mình cũng rất là ấn tượng cái cách mà hãng phim này kể chuyện, cái sự sáng tạo của họ khi mà truyền tải cái câu chuyện với cái thông điệp rất là thú vị. Với cái phim này thì khi mà ban đầu mình nghĩ nó chỉ là một cái phim rom-com thuần túy thôi, một cái phim hài tình cảm. Nhưng mà sau khi xem xong thì đây là một cái bộ phim mà có yếu tố heist, là cái yếu tố mà nó hơi hắc não, yếu tố mà kiểu giống như là những cái người này phải làm cái nhiệm vụ và làm một cái phi vụ gì đó mà nó có liên quan đến tội phạm, nó có liên quan đến những cái hắc não một tí xíu á. Nên là cái bộ phim này vì cái yếu tố nên là thật sự là rất là cuốn. Nó vừa có cái sự giải trí của kịch bản, nó vừa có những cái tình huống thắt nút và những cái cao trào mà khiến chúng ta là cực kỳ bị cuốn theo và khiến chúng ta là phải gọi là bấu vào thành ghế. Và cuối cùng là bộ phim có một cái kết cực, phải gọi là cực kỳ gọi là thời thượng, bởi vì là rất là biết đi theo cái dòng chảy sự kiện bây giờ để mà có một cái kết nó gần gũi với mình quá. Thì so far thì mình nghĩ là đây là một cái bộ phim mà tất cả mọi người nên đi coi dịp này. Có thể nói là một trong những bộ phim tốt nhất ngoài rạp hiện tại. Bộ phim sẽ được chiếu sau 19 giờ ngày mai 13 tháng 1. Hy vọng mọi người sẽ đi xem. Thích cái nhân vật này? Cá nhân mình thì mình thích cái nhân vật chính, nhân vật Tower, nhớ cái tên Tower của Nadek đóng. Bởi vì rõ ràng là mình nhìn thấy có một cái hành trình của cái nhân vật đó, một cái nhân vật rất là thú vị, từ một cái người rất là kiểu như là bất cần đời và lúc nào cũng sẵn sàng tay nhúng chàm để mà làm những cái việc nó rất là không được trong sáng cho lắm. Nhưng mà dần dà thì khi mà mọi người coi phim, mọi người sẽ thấy là cái nhân vật này phát triển lên theo một cái hướng nó rất là hay, họ tương tác với các nhân vật khác và cuối cùng là một cái kết nó rất là, mình nghĩ rất là viên mãn, rất là hợp lý, nó hợp mọi thứ luôn á. Mình nghĩ phim này thì nó là một cái dạng smart comedy, tức là hài mà kiểu hài thông minh. Nó đến từ những cái tình huống nó rất là, nó khiến cho mình dở khóc dở cười, những cái tình huống mà khiến cho mình phải cảm thấy là mắc cười về cái sự ngớ ngẩn đó. Nhưng mà cũng khiến mình là trời ơi bây giờ họ phải làm sao trong những cái tình huống này bây giờ. Và song song đó cũng là những cái miếng hài nó rất là sàm. Mình hay gọi nó là những cái hài mà cực kỳ kiểu hơi thọt cù lét một tí, nhưng mà nó làm tự nhiên quá và nó làm mình bất ngờ quá. Tức là có những cái khúc mà mình tưởng là đang rất là căng thẳng thì nó lại chuyển cái cảm xúc một cái là làm cho mình phải bật cười và phá lên bởi cái sự thông minh đó của cái kịch bản. Ba tiếng từ như đã buồn đi. Sao ạ? Ba tiếng từ như đã buồn đi. Kịch tính, lầy, và cuối cùng là cực kỳ giải trí.